Xin chào tất cả quý khách hàng. Hiện tại thì Vika Limousine đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để giao chiếc Hyundai Santa Fe này cho anh chủ. Anh chủ này thì mình đã nâng cấp lên khoang nội thất nè, rất là ấn tượng, rất là mới lạ luôn, và nâng cấp một số chức năng ở trên xe. Mình sẽ review chi tiết từng phần cho khách hàng mình xem và chắc chắn là các anh mình sẽ thích gói độ này cho Santa Fe. Toàn bộ khoang nội thất của Santa Fe đã được Vika Limousine mình thay mới bằng cách là mình bọc lại full da luôn. Bọc full da là từ khu vực trần nè, tắp lô ở phía trước mặt của mình nè, tắp lô trên, tắp lô dưới nè, và mình làm lại cái phần vô lăng luôn, ốp gỗ luôn ha. Ngay cả cái phần con ngựa này, các chi tiết ở xung quanh này đều được ốp da lại mới, bọc da lại mới để cho nó thẩm mỹ hơn, nó đẹp hơn nè. Và hai chiếc ghế của mình đang ngồi đây cũng sẽ được bọc lại da luôn. Và anh chủ này anh chọn là chất liệu da ghế là da bò thật, đảm bảo về cái tính thẩm mỹ nè, sang trọng nè, mà hả nó vô cùng êm ái luôn. Đồng thời những cái chi tiết ở tắp lô á, khách hàng mình sẽ thấy là bọc full da hết, vách cột chữ A, B, C, D nè, bọc full hết, ngay cả cái cốp sau mình cũng bọc full luôn, mang đến một cái nội thất thẩm mỹ và lịch lãm hơn cho xế yêu của mình. Không chỉ ấn tượng bởi nội thất da đâu, mà Santa Fe này còn vô cùng đặc biệt luôn bởi cái cặp ghế ở hàng giữa. Mình sẽ xuống sau cho khách hàng xem nhé. Ở hàng ghế thứ hai của Hyundai Santa Fe đã được Vika Limousine mình thiết kế lại phom dáng nè ha. Đầu tiên là mình sẽ bọc da bò đồng bộ cho xuyên suốt cái hàng ghế luôn, may phối những cái đường may cũng rất là lạ mắt và thẩm mỹ nữa. Điểm nhấn ấn tượng đó chính là thiết kế của hai chiếc ghế này. Ghế nó không theo cái kiểu truyền thống nữa mà nó sẽ thiết kế dạng hai cái ghế to. Khách hàng mình thấy không? Hai cái ghế to ở đây, mình vẫn có cái cụm xích beo ở giữa như thông thường ha. Nhưng mà thiết kế dạng hai ghế to này. Và một điều đặc biệt nữa là ghế này có thể ngã 180 độ luôn, kết hợp ở cái khoang sau thành một cái chiếc giường bằng phẳng. Đây gọi là cái kiểu ghế băng 2 độ thành giường mà Vika Limousine thực hiện cho rất là nhiều dòng xe rồi. Cụm công tắc chỉnh điện thì mình sẽ đặt bên hông của ghế này. Mình sẽ điều chỉnh thử cho khách hàng mình xem ha. Ưu điểm của cặp ghế này đó chính là mình có thể chỉnh điện hai cái ghế riêng biệt luôn. Nếu như mà hồi trước khách hàng mình thấy Vika Limousine thiết kế là ghế banh hai thành giường nhưng mà nó dạng liền, thì bây giờ chúng tôi tách ra làm hai để cho hai người ngồi có thể tùy chỉnh dễ dàng. Ví dụ cái người bên đây mình không có nhu cầu nằm sâu thì mình có thể chỉnh ghế như thế này ha. Còn người bên đây mình muốn nghỉ ngơi thì mình có thể ngã ra phía sau như thế này đây. Đó là mình có thể ngã ra rất là bằng phẳng, thành một cái mặt phẳng luôn. Và mình tin chắc rằng với cái kiểu ghế này mình sẽ nghỉ ngơi vô cùng thoải mái. Mình đi xa mình sẽ không mệt mỏi nữa, bởi vì mình có thể nghỉ ngơi một cách tốt hơn mà. Đồng thời nó còn có một cái cụm xích beo ở đây, khách hàng mình vẫn sử dụng như thông thường á, mình không lo sợ là nó sẽ không có xích beo hay là gì cả. Em mình gắn lại cho mình xem luôn đó. Cái thiết kế rất là thông minh và mới lạ tại Vika Limousine. Tuy nhiên là nếu mà đã đổ cái hàng ghế thứ hai thành giường này rồi á, thì mình đi ra phía sau như thế nào ha, mình cũng sẽ điều chỉnh để cho khách hàng mình xem thử. Và ghế thành giường tại Vika Limousine mình có thể gập ngã như thế này, gập ngã để tạo một không gian rộng rãi hơn cho cái người dùng của mình. Tuy nhiên nếu mà đi ra sau á, mình vẫn bước đi thông thường ha, lên xuống rất là dễ dàng. Tại vì mình gập như thế này á, để cho khách hàng mình xem cái chế độ gập ngã của nó thôi, chứ thật ra là mình ngã hơi là mình đã đi xuống được rồi ha. Mình chỉ cần chỉnh điện ghế lên là mình đã đi xuống rồi, chứ mình không cần gập như này. Mình gập để cho khách hàng thấy là cái sự tiện dụng của ghế đổi thành giường như thế nào. Mình có thể gập ngã sâu như thế này khi mà muốn chuyên chở đồ đạc ở phía sau, hoặc là mình cần thiết cái việc gì đó thì mình có thể gập như thế này, rất là tiện lợi luôn. Ở hàng ghế thứ ba của Santa Fe thì cũng đã được bọc da lại ha, bọc da đồng bộ như nãy giờ mình giới thiệu đó. Hàng ghế này thì không sử dụng nhiều nên anh chủ mình bọc lại da cho nó đẹp và mình thẩm mỹ thôi. Hai ở bên vách này ở phía sau. Nếu như mà thông thường các dịch vụ khác là mình sẽ không bọc, tuy nhiên cái này Vika cũng bọc hết cho mình luôn. Bọc lại để nó mang lại cái sự thẩm mỹ và nhìn nó sang trọng hơn, và cái thời gian sử dụng nó lại lâu dài nữa. Nếu mà khách hàng mình muốn cải tạo lại cái xe mới á, thì mình nên tham khảo cái bọc da full xe như thế này ha.
Liên kề với bọc da khu vực dưới ở trần thì Bica Limousine cũng bọc lại chất liệu da lộn hóa xuyên suốt từ ở phía trước ra phía sau luôn. Chất liệu da lộn này thì đã rất là quen thuộc rồi, thẩm mỹ nè, vệ sinh nè, mà lại phù hợp với tất cả mọi khoang xe nữa. Tuy nhiên nó không trơn như vậy đâu, Bica Limousine còn thêm cái led ánh sao cho cái khu vực trần này nữa. Đó, led ánh sao mình sẽ điều chỉnh bằng cái công tắc như thế này ha. Và nó sẽ có rất là nhiều chế độ màu sắc và chế độ chớp tắt khác nhau, tạo nên một cái không khí lung linh hơn, lấp lánh hơn ở trong xe của mình. Anh chủ này mình còn đi thêm cái phần led nội thất nữa, led nội thất xuyên suốt cái khoang xe của mình luôn. Nếu mà đi vào buổi ban đêm đó thì chắc chắn là cái ánh đèn này nó sẽ rất là lung linh, tạo một không khí thư giãn tuyệt vời cho người ở trong xe luôn. Còn một điểm nhấn rất là đặc biệt nữa đó chính là khu vực sàn của Santa Fe. Sàn này thì đã được Bica Limousine mình thay lại bằng sàn nhựa giả phân gỗ. Sàn nhựa giả phân gỗ này thì nó sẽ lắp đặt ôm sát mặt sàn ha, cứng cáp hơn nè, mình đi lên xuống nó rất là thuận tiện dễ dàng, đồng thời nó lại thẩm mỹ nữa. Có thể nói chất liệu sàn nhựa giả gỗ này các anh mình nên lựa chọn cho những cái phân xe 7 chỗ trở lên. Bên ngoài của Hyundai Santa Fe này thì anh chủ mình còn quyết định lên bộ cửa hít cho xe nữa. Cửa hít thì sẽ giúp cho cái quá trình mình đóng cửa nó trở nên nhẹ nhàng và êm ái hơn ha, không gây ra tiếng động, đảm bảo bảo vệ cái thành vách ở bên cửa của xe nữa. Ở phía trước này thì mình cũng tích hợp luôn ha, tích hợp cả 4 cửa. Giờ đây mình đóng cửa rất là nhẹ nhàng, không cần phải dùng lực nữa mà lại rất là lịch thiệp nữa. Hả? Mình chỉ cần đóng nhẹ vào thôi là cửa nó tự khép chặt và nó khóa chặt cho mình. Santa Fe còn lên nguyên cái cặp mâm và thay lại vỏ nữa. Đúng ra là mình phải đem ra ngoài để cho khách hàng mình có thể tham quan tổng quát cái xe khi mà mình lên mâm này, bởi vì nó rất là đẹp luôn, mâm kiểu Maybach. Tuy nhiên là thời gian cũng không có hạn nên là mình sẽ nói nhanh để cho khách hàng mình tham khảo ở đây luôn ha. Mâm này là dạng kiểu như là mâm Maybach mình gắn cho Hyundai Santa Fe. Nó sẽ giúp cho xe của mình nhìn nó sang trọng và nó ấn tượng hơn rất là nhiều. Thật sự khi mà mình nhìn tổng thể vào á thì cái cặp mâm này rất là nổi bật luôn, mà chắc chắn là khi mình đi trên đường á, những cái hoa nan của nó quay sẽ vô cùng ấn tượng. Và trên đây là một gói độ ngoại thất và lẫn nội thất luôn cho em Hyundai Santa Fe, được thực hiện tại Bica Limousine. Bởi vì không có nhiều thời gian á nên mình không thể nào review hết những cái chi tiết đổ trên xe này. Chứ thật sự là anh khách này anh còn đổ đèn nè, lên rất là nhiều món phụ kiện nữa ha. Nếu mà khách hàng mình quan tâm đến nâng cấp xe, độ xe làm sao cho đẹp, cho tiện nghi và quan trọng là phù hợp với sở thích riêng của mình, thì có thể liên hệ ngay với Bica Limousine qua số hotline miễn phí 1800 9254, cũng như là đừng quên hệ thống website quen thuộc của chúng tôi bicaauto.vn, bicaauto.org. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo của Bica nhé.